Mặc dù ngày 8 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 69 về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó yêu cầu ngày 31 tháng 4 tất cả các địa phương phải hoàn thành công tác phòng chống lụt bão úng. Như vậy, việc tập kết nguyên vật liệu hàng hóa trên khu vực bảo vệ đê điều đều phải tạm dừng. Tuy nhiên, trong 3 ngày vừa qua, khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ, mực nước sông Hồng và sông Luộc lên cao, nhưng tình trạng tập kết và mua bán cát tại hai tuyến sông này vẫn ngang nhiên diễn ra. Bãi tập kết cát đen ở vị trí sát mép nước sông Hồng được ghi hình ngày 16 tháng 6 ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Năm 2021, chủ bãi tập kết này là ông Phan Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Dung đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính do hoạt động trái pháp luật, vi phạm luật đê điều, nhưng đến nay vẫn đang hoạt động máy xúc và ô tô chở hàng. Cùng thời điểm, tại bãi tập kết cát đen do công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng do bà Nguyễn Thị Sao làm chủ sở hữu cũng hoạt động vi phạm tương tự tại mép sông Hồng, địa bàn thôn Thắng Lợi, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Tương tự, các bãi chứa cát đen trên khu vực sông Hồng, sông Luộc, địa bàn xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đang có 4 bãi tập kết cát đen thuộc sở hữu của 3 doanh nghiệp cũng đang hoạt động bình thường như hình ảnh quý vị đang theo dõi. Trong cái thời điểm này nó đang xả lũ thì thực hiện tăng cường kiểm tra, xử lý ngăn chặn các vi phạm và xử lý nghiêm các bến bãi vi phạm về luật đê điều. Tại địa bàn thôn Nghi Duyên, xã Chí Tân, huyện Khói Châu, 3 chủ bãi thuộc 3 doanh nghiệp tại đây vẫn tập trung các bãi cát cao từ 2 đến 4 mét. Được biết, Hưng Yên đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với công tác phòng chống lũ có 3 trọng điểm cấp tỉnh và 9 trọng điểm cấp huyện. Trong đó, các bến bãi khu vực xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ nằm sát một trọng điểm cấp tỉnh trên sông Luộc cần sớm xử lý. Tình hình hoạt động bến bãi chứa chất vật liệu trên không hiện nay khá phức tạp. Trong cấp phép thì thời gian mùa mưa lũ là không được hoạt động. Tuy nhiên là các chủ bến bãi vẫn hoạt động vi phạm cái quy định về phòng chống lũ. Ở từng thời điểm khác nhau có khoảng chừng gần 50 bến bãi đang hoạt động kinh doanh. Trong đó nhiều bến bãi không có phép, thậm chí không có trong quy hoạch. Thì chúng tôi thường xuyên báo cáo tỉnh về đề nghị chính quyền các địa phương phải triệt để giải tỏa. Được biết, tại Điều 24, Nghị định số 33 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có quy định. Phạt tiền đối với hành vi san lấp sông, suối, kênh rạch, gây thu hẹp dòng chảy từ 40 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng đối với hành vi gây thu hẹp từ 20 đến 50% mặt cắt ngang sông, suối, kênh rạch trở lên.